kênh Hoa Nắng của mình. Hôm nay có hai đứa cháu mình xuống chơi nha. Mình làm một món có liên quan tới trái dừa cho hai đứa cháu mình ăn nha các bạn. Đây, và đây là Phúc An, đây là bé Mia, còn đây là bé Mỹ Nhàn nha. Bắt đầu mình chặt trái dừa ra, mình làm nha các bạn. Đây mình chặt nha các bạn. Mình chặt mình để nguyên trái dừa nha các bạn. Điện hồi mình đổ rau câu vô trái dừa luôn nha. Chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình đang làm mà có xuất hiện một thành viên mới đó nha các bạn. Đó là bé Diệu nghe các nhà bạn. Bắt đầu chặt trái dừa ra, mình đổ vô trong cái ca, mình lường nước, mình đổ vô trong cái son này mình đem đi nấu nha các bạn. Đâu ca đâu? Đây. Bắt đầu mình chặt trái dừa nha các bạn. Mình đổ nó cao nha. Mình đừng có giục cái trái nha các bạn. Mình để cái trái rồi mình đổ nước vô nha. Đây bắt đầu mình bỏ đường vô nha các bạn. Đây mình bỏ đường vô mình quậy lên nha. Mình bỏ đường vô mình quậy lên nha các bạn. Ủa bịch cho câu rồi. Đây một bịch rau câu như vậy là mình đổ được 4 trái dừa nha các bạn. Mình đổ rau câu vô mình bắt lên bếp mình hòa tan cũng được, không thôi là mình để dưới này mình hòa tan rồi mình hãy bắt lên bếp cũng được nha các bạn. Đây mình có nạo cái dừa vô nè các bạn nè, để cho nó có cái khi mình đổ rau câu nó đông lại nó có sạch sạch đó các bạn, nó có cái mà trắng thì nó đẹp nha các bạn. Đây mình bắt lên bếp nha. Đây các bạn ơi, mẹ mình đang nấu nha. Chừng nào chín mời các bạn cùng ăn với mẹ mình. Đây mình khuấy cho nó đều tay nha các bạn. Mình khuấy gì cho nó tan đường nha. Nếu mà các bạn không khuấy các bạn đường nó sẽ bị đóng ở dưới này nha các bạn. Nó bị khét ở dưới đít nha các bạn. Trong thời gian mà mình chờ rau câu nó chín đó các bạn, mình móc cái trái dừa, cái ruột của trái dừa ra nha các bạn. Mình móc nè, mình móc trắng trong đây nó sạch cái hết nha các bạn. Rồi sau khi cái rau câu này nó sôi rồi mình đổ nó cho vô đây nha các bạn. Nó sẽ đông vô trái dừa nha. Đây con quậy đi. Đây mình cho bé Mia quậy nha các bạn. Bé Mia nhà mình là cũng là rất là chuyên làm bánh nha các bạn. Sau khi mà mình thấy cái nước này, nước dừa này nó sôi lên là mình được nha các bạn. Đây, sau khi nó sôi thì mình bắt đầu mình đổ qua ca để mình đổ vào trái dừa nha các bạn. Mia tắt bếp đi.
bật thì lên. Đây, bếp nha, tắt bếp nha các bạn. Bắt đầu mình đổ ra ca ra cho dễ đổ nha các bạn. Đây. Bắt đầu mình đổ vô từng trái dừa nha các bạn. Đây mình để nó trong cái giường các bạn. Đây, nó đổ nha các bạn, nhưng cái trái này nó không được đầy nha các bạn. Mình đợi cho nó cho sau khi mà nó đông lại rồi mình sẽ mở ra cho, ăn cho các bạn xem nha. Sẽ móc cái trái mía của cái mía cho các bạn coi nha. Cũng có dừa đâu. Đây. Có dừa. Coi coi. Đây. Đây nó đông lại nó dẻo rồi nha các bạn. Nó ngọt ngọt mà nó béo béo nha các bạn. Dừa, mày sắn cho. Đây. Đây hai đứa nó đang ăn các bạn. Ngon không? Ngon không? Nói cho các bạn nghe coi. Muốn lắm nó dừa, muốn muốn ăn dừa. Đây, dừa nè, mày múc rồi đó, dừa đó, dừa đó. Muốn nào, muốn nào, muốn nào. Cái vàng hả? Vàng đổi muốn vàng ơi. Đây. Bắt đầu các bạn cùng xem bé Mia ăn nha. Rồi nên nói cho các bạn ngon nhiêu cảm nghĩ của con cho các bạn coi ơi. Ngon không? Ngon. Nó cái mùi vị của nó mềm mềm mà nó dai dai mà nó ngọt ngọt nữa nha các bạn. Như nó có cái vị chua chua của trái dừa các bạn. Nè, các bạn nhìn cái cục cái câu câu của mình nó dẻo 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 nha các bạn. Nó ngon nha các bạn. Cái ngọt của vườn với cái chua chua của trái dừa các bạn. Các bạn hãy thử một lần nha. Và nhớ đăng ký chia sẻ kênh cho mình nha. Bye bye, chào tạm biệt các bạn. Chúc các bạn.